Ê, xin chào cả mọi người nhá. Chào mừng trở lại với The Battle Cat Việt Nam này. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì mình là Mèo nhá. Mình sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong quá trình các bạn chơi tựa game The Battle Cat cũng như là những khó khăn các bạn gặp phải khi chơi game này. Xin chào cả các bạn nhá. Chào mừng trở lại với channel của mình. Hôm nay là một ngày nào đó. Ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ nhá. Hôm nay video hôm nay mình sẽ làm về một số hướng dẫn cho các bạn mới chơi trước, xong rồi mình sẽ chơi những cái màn mà mình muốn chơi sau nhá. Với cả mình có một số thông báo này. Thứ nhất, đó là chúc bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Đó. Thứ hai là ui, dạo này lâu lâu lắm rồi mình mới làm video tiếp đấy. Trời ơi, dạo này mình bận quá. Sorry các bạn nhá. Nhưng mình vẫn sẽ ra video thường xuyên, các bạn đừng lo. Thực ra cũng chả thường xuyên lắm. Đó. Đấy, thì hôm nay mình sẽ có một số thông báo như này. Thứ nhất là mình có một thông tin sắp tới, đó là từ mùng 1 tháng 3 ấy, từ mùng 1 tháng 3 thì các bạn sẽ được reset cái từ ngày mùng 1 tháng 3 nhá. Thì các bạn sẽ được reset cái starter special discount này, tức là các bạn sẽ được reset từ 1.500 lại xuống còn 750. Cho nên nếu mà bạn nào chưa quay ý, thì các bạn nên quay trước ngày mùng 1 tháng 3 đi. Tức là quay luôn bây giờ đi. Đấy, nhân nhất là ấy, bây giờ đang có cái 100% Uber Rare Chance này này các bạn này. Đó, các bạn nên quay luôn đi nhá. Nhắc luôn đấy, các bạn nên quay luôn đi, nếu không là đến mùng 1 tháng 3 nó lại sale nữa thì kiểu phí. Thì coi như các bạn được quay tận hai lần mà mỗi lần có mỗi 750 đúng không? Thế là quá lợi đúng không? Đó. Thì các bạn nên quay luôn đi, nếu mà có 750 các phút đi, quay luôn, không phải suy nghĩ gì hết nhá. Đó, để mình muốn nói thế. Đó, và thứ hai là mình muốn thông báo lại một xíu, đó là kênh mình lại vừa bật lại kiếm tiền lên. Đây là mình xin phép các bạn nhé. Hôm nọ mẹ mình vừa bảo mình là sao con không bật kiếm tiền lên để thế nhiều view, xong rồi các bạn để đấy còn có thu nhập chứ, coi như là kiểu làm, nói chung là đại loại mình, mẹ mình bảo là mình bật kiếm tiền lên chưa. Hiện tại thì nếu mà các bạn xem video của mình thì nó sẽ có quảng cáo, nếu mà các bạn yêu mến mình thì các bạn có thể bấm vào ủng hộ mình nhé. Đấy, đấy mình chỉ nhắc thế thôi. Đó, thì vào nội dung chính của video hôm nay nhá, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái mà hầu như các bạn không bao giờ để ý lắm. Đó chính là treasure. Vậy treasure là gì? Treasure ấy là cái chữ treasure ở đây này các bạn, tức là kho báu đấy, đây là nghĩa. Đấy là nghĩa nghĩa chính của nó, chính là kho báu. Thì treasure sao lại có treasure ở đây? Treasure ở game này nó có vai trò gì? Thứ nhất là các bạn có thể thấy treasure ở đâu? Các bạn có thấy cái ngôi sao màu vàng ở trên này không? Đó, khi mà các bạn thắng được một ván ấy thì nó sẽ có khả năng rơi ra treasure. Đó, thì cái đấy gọi là treasure đấy. Thì cái treasure này nó có tỷ lệ ra ngẫu nhiên với ba màu là màu vàng này, màu bạc này và màu đồng, đúng không? Các bạn chơi là các bạn sẽ thấy đúng không? Ở trên này nó sẽ có những cái viên bi này này. Đấy là khi mà các bạn có treasure nhá. Thì sao lại có treasure? Treasure nó sẽ giúp các bạn như kiểu đạt được một cái kho báu, tức là để chứng nhận là như kiểu một cái ván của bạn là đã có, các bạn đã chiếm được cái kho báu của cái vùng mà các bạn đánh được rồi. Thì đây các bạn có thể kiểm tra treasure ở đâu, thì nó sẽ có cái mục treasure này đó. Đây, khi mà các bạn đây nhá, các bạn có thấy cái chữ energy drink xong rồi nó có hình ở đây không? Nếu mà các bạn chưa có treasure ấy thì nó sẽ không có cái hình ở đây, mà nó chỉ hiện là energy drink này, xong rồi activate nếu mà cái work card các thứ bla bla đấy. Thì khi mà các bạn có tất cả các cái treasure ở đây ý, bất cứ màu gì cũng được, nhưng mà khi mà các bạn có đủ tất cả những cái treasure ở trong một cái mục như này ý, thì các bạn sẽ kích hoạt cái mà đây, giả sử cái này nó ghi là giant safe nhá, thì cái giant safe này nó có tác dụng gì? Đây nó ghi ở đây này, work card wallet capacity increase. Đó, thì khi mà các bạn activate cái này lên ý, thì nó sẽ giúp các bạn tăng cái tiền khi mà các bạn chơi game đấy, được chưa? Tăng cái mức độ tiền ấy đấy, giả sử như thế thì khi mà các bạn có cái này tất cả màu vàng ấy thì ở đây cái power nó sẽ ghi là 100%, thì lúc ấy đại loại là các bạn sẽ có sức mạnh đấy, kiểu thế. Đặc biệt là nhá, các bạn không biết được cái tầm quan trọng của treasure khi mà chơi game này, tại vì các bạn chưa biết đến một số cái. Thứ nhất ý chính là cái này đúng không nhỉ? Không phải, thứ nhất ý, cái treasure nó có một cái rất là quan trọng, đó chính là cái này là một này. Các bạn có bao giờ thắc mắc là đây, để mình cho các bạn xem nhá. Từ đầu ấy các bạn chơi màn Korea ấy, khi mà các bạn mới chơi ấy, thì các bạn có để ý là tiền của mình ấy nó rất là cao không? Đây, các bạn mới chơi thì tiền nó không hề tăng nhanh này đúng không? Đấy, 300 này, 400 này, 500 này, 600 đấy. Các bạn có thắc mắc là tại sao tiền mình nó tăng nhanh thế không?
Mà tại sao là level 1 của mình xong rồi à, bấm vào đây này, đấy nó lên 7.500 này. Tại sao tiền lại cao như thế? Cái đấy là do các bạn có treasure thì các bạn mới được như thế. Đấy nhá. Nếu mà các bạn có treasure thì các bạn mới được như mình. Giả sử giới hạn tiền của các bạn chỉ có 2.000 chẳng hạn, thì sau khi mà các bạn có treasure ấy, tức là kích hoạt được cái treasure lên ấy, thì các bạn sẽ đại loại là cái treasure của các bạn, cái giới hạn nó sẽ tăng lên. Đó. Đại loại là nhá, nếu mà các bạn với cả cái treasure nó quan trọng, tại vì nếu mà các bạn không kích hoạt được cái này lên ý thì mèo các bạn sẽ rất là yếu. Đây, các bạn đọc ở đây cut health increase power 100%, tức là mèo các bạn nó đã rất là mạnh rồi, nó sẽ còn mạnh hơn nếu mà các bạn sẽ có cái này. Tại vì tương lai ý, các bạn sẽ gặp được rất là nhiều boss rất là khó luôn, nhiều màn đánh rất là khổ. Nếu mà các bạn có cái này ý, thì ván ấy sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, được chưa? Tiếp theo nhá là legendary cut sword, đây power 100%. Cut attack increase, tức là đam một con mèo gây lên kẻ địch ý, nó sẽ tăng lên nếu mà các bạn kích hoạt được tất cả chỗ này, và nó sẽ còn mạnh nữa nếu mà tất cả chỗ này đều là màu vàng, được chưa? Đó, một số bạn thì đã có thể hiểu treasure rồi thì ok, đấy là tác dụng của treasure nhá. Đó. Thì nếu mà các bạn lười thì các bạn nên kích hoạt được cái shield, tức là cái khiên với cả cái kiếm. Đó, thì nhưng mà tốt nhất ý, là các bạn nên đặt 48 trên 48 luôn đi. Đó, được chưa? Còn bây giờ mình sẽ nói đến cách mà các bạn có được treasure nhá. Tại vì khi mà như ban nãy mình nói đúng không? Các bạn kiếm được treasure tỷ lệ rất là thấp. Tại vì chơi một màn ấy, nhiều khi là mình phải đánh đến 4 lần, xong rồi đánh đến 7 lần này, đánh đến 10 lần. Đây màn này mình đánh tận 16 lần mới có treasure. Đấy, thế thì chơi nó rất là bất công đúng không? Vậy thì làm thế nào để có treasure một cách dễ dàng hơn? Đây mình sẽ chỉ các bạn nhá, đó chính là treasure chest. Đây các bạn ạ, à, đây các bạn vào mục menu này, đây bấm vào menu nhá, bấm vào event nhá, xong rồi các bạn chờ một tí, mạng nhà mình đang hơi hơi chậm, sorry các bạn. Đấy các bạn có thể chờ nhá. Đấy thì đại loại là treasure chest sẽ là cái thời gian trong ngày mà mình đánh được một cái màn tỷ lệ nó ra treasure cao hơn rất nhiều, được chưa? Khi mà có treasure chest ấy thì các bạn sẽ dễ kiếm được treasure hơn rất là nhiều. Cho nên là các bạn nên chờ có treasure chest xong rồi đánh nhá. Thì lúc ấy các bạn sẽ kiếm được treasure đúng không? Vừa có XP này, xong rồi chơi vừa vui này, vừa xả stress này, xong rồi các bạn sẽ có treasure và lúc ấy mèo các bạn sẽ rất là khỏe. Ok. Đó. Thì đây tại sao mình lại mở cái này ra? Ở đây nó sẽ là lịch trong ngày nhá. Đây, các bạn có thấy lịch ở đây không? Ví dụ như là đây, 12 giờ trưa nay này có Treasure Festival của Empire Card trong vòng 1 tiếng. Nhiều bạn ý có thể là không biết là lúc này nó đang có Treasure Fest, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để các bạn biết nhá. Đây giả sử 21 giờ tối nay là có Treasure Festival của Into the Future này. Đấy. Thì làm nào để các bạn biết? Thứ nhất là ấy, các bạn kéo đây, các bạn đọc cái mục này, Event Notice Setting, tức là khi mà các bạn tích vào đây, đây các bạn nhìn mình tích nhá. Đấy, bỏ tích này, tích này, tích này. Đó, tích cái này để làm gì? Tức là khi mà đến cái thời gian đấy thì tớ bảo khác sẽ thông báo cho các bạn lên trên điện thoại của bạn là đấy mèo ơi, mày đã thấy là bây giờ là cái lúc mà mày cần phải vào đánh treasure chưa, đấy vào đi. Đấy đại loại là nó sẽ thông báo cho các bạn biết là bây giờ đang có treasure fest. Thì nếu mà các bạn muốn nhận thông báo về màn nào thì các bạn nên chọn cái đấy. À mình đã hỏng quá, sorry. Thì giả sử mình chưa qua Card of the Cosmo à, thì mình sẽ tích vào treasure để khi nào có treasure fest thì mình vào đánh. Đó, thì ở dưới này còn nhiều cái nữa. Ví dụ như là Engine Ma Event này, đây, cái này cũng hay này. Nếu mà đây là các bạn chơi lâu rồi thì nên tích vào nhá. Xong rồi Daily State này, Growing Map này. Đây này, Card Food Buffet là cái lúc mà để các bạn biết được bao giờ có đánh Epic Card Food các thứ này, Growing Strength này, cái này mình cũng cần này, Growing Epic này. Đấy hai cái này mình đang cần này. Đó đại loại thế, xong rồi cày XP này, normal ticket này, đấy các thứ, đây là chỗ mà các bạn để cài đặt thông báo nhá. Đó đấy đại loại thế. Mình đọc hỏng quá. Đấy thì khi mà có Treasure Fest thì các bạn sẽ kiếm được có thể là chắp 1, chắp 2, chắp 3 thì các bạn thấy bình thường, nhưng mà khi mà các bạn clear được hết tất cả 48 trên 48 treasure của cả ba chắp này ý, hoặc là một hai chắp thôi, các bạn sẽ thấy mèo các bạn mạnh lên đáng kể luôn ấy, mạnh lên đáng kể luôn. Điển hình nhất là khi mà các bạn đánh những cái màn cuối, ví dụ như là The Moon chẳng hạn. Đây, màn này có con Bun Bun. Nếu mà các bạn không có full treasure ở đằng trước này, đánh sẽ cực kỳ khó luôn. Đấy, để mình gợi ý như thế. Thì các bạn có thể nghe lời mình và cày treasure đi. Được chưa? Đấy là tác dụng của treasure.
Còn Into the Future ấy thì các bạn sẽ còn thấy được rõ hơn nữa về cái tác dụng của Treasure. Tại vì khi mà không có Treasure ấy thì boss nó sẽ mạnh khoảng độ tầm 1.000, 2.000, 1 triệu phần trăm. Còn nếu mà các bạn có Treasure ấy, đây, ví dụ nhá, Treasure Into the Future này, mình cho các bạn xem nhá. Nó sẽ là đây, khi mà các bạn có full treasure cái này thì các bạn sẽ mạnh hơn với alien. Khi mà đánh alien là một treasure này. Cái này cũng thế. Này, attack against unstar alien are much more powerful, đúng không? Đấy, đại loại là khi mà các bạn đánh lên alien nó sẽ mạnh hơn rất nhiều nếu mà các bạn có hết treasure ở đây, được chưa? Đặc biệt là treasure vàng thì càng mạnh đấy, kiểu ý. Cho nên là ấy, mình mới bảo các bạn là kiếm treasure đi. Trời ơi, kiếm treasure đi, kiếm treasure đi. Hơn nữa ấy, khi mà các bạn được 48 trên 48 ấy thì energy của các bạn nó sẽ được tăng lên. Đây, giả sử nhá, energy ở đây của các bạn có thể chỉ là 200, 300, nhưng mà khi các bạn được 48 trên 48 treasure ấy thì treasure vàng ấy, ý mình là thế, thì energy của các bạn sẽ tăng lên. Các bạn cứ để ý mà xem. Đấy, đấy là mẹo nhá. Còn một số cái nữa, ví dụ như là nếu mà các bạn chưa nâng cấp hết đèn mới, bạn mới chơi nhá, thì sau khi mà các bạn qua chap 2 của Empire Card ấy thì các bạn sẽ nâng được cái này lên level 20 này. Muốn được cái form cuối cùng là cái màu vàng đấy thì các bạn phải quay vé bạc để cho nó lên thành cộng 10, được chưa? Đó, video này là một video hoàn toàn hướng dẫn luôn, được chưa? Đó, trời ơi, nói nãy giờ luôn, mỏi hết cả miệng. Được chưa? Đấy, mình mong là các bạn đã hiểu nhá. Thì mình bảo này, video tiếp theo sẽ là Q&A, ok? À không, hay là video tiếp theo, video tiếp theo sẽ là Q&A, cho là ý là mình là video tiếp theo nữa ấy. Chà, các bạn chờ video tiếp theo, nếu mà có câu hỏi gì thì hãy đặt ở dưới. Video tiếp theo mình sẽ quay gacha nhá. Ok. Còn video này mình sẽ chơi game một tí đã. Đại loại thế. Chắc là hôm chủ nhật đi nhỉ. Hôm chủ nhật tuần này mình sẽ quay một cái video nữa đánh để quay cái này nhá. Còn trong thời gian tới thì mình sẽ vẫn phải bận học hành tí. Đè Ultra Soul này cũng là một banner rất là ngon này. Các bạn mới chơi ấy, nên quay Ultra Soul cho mình. Trong này có rất là nhiều con xịn, ok. Đau hết cả họng, trời ơi, đau họng quá. Mệt quá. Mình sẽ đánh cái này nhá, mệt quá. Trong này là cái gì đây? Max Deploy. Khi mà đánh cái này, cái này bây giờ mình đã chơi như bình thường rồi. Nếu mà các bạn nào mới chơi thì các bạn sẽ chưa đến được đây vội, mà các bạn sẽ phải chơi qua rất là nhiều thì các bạn mới đến được đây. Ok, bây giờ mình sẽ chơi bình thường rồi. 12 phút đầu mình đã nói về Treasure thì mình mong là các bạn hiểu. Khi mà các bạn chơi xong một màn ấy thì nó sẽ có tỷ lệ ngẫu nhiên. What the fuck. Eo. Nhìn giống cái mông nhở trời ạ. Mình thấy người ta hay bảo là đào, như kiểu là đào, ý là nói là mông ấy. Đấy. Đó. Ô, lâu lắm mình mới chơi, lại gặp lại cái mặt alien rồi. Ô, mắt con cá sấu này dài hơn này. Phải, nó còn đi chậm hơn cơ. Chắc là mắt hơi nặng. Ô, có con mới này. Wow. Có con mới này. Khi mà các bạn lên đánh mấy cái này, đánh mấy con alien thì nó sẽ có nhiều con dị lắm, trời ạ. Mình sẽ chờ để mình sẽ chờ để gọi con Uber xịn này của mình ra nhá. Các bạn mới chơi. Ô, xong kia đánh xa dã man vậy. Ô, đánh xa dã man luôn. Tông. Ủa, khỏe vãi trời ơi. Đấy, các bạn, nhiều khi ý, cái lý do mà các bạn không qua được một map ấy, đó chính là do các bạn quá yếu, đúng chưa? Cái đấy chỉ có chuẩn được gì, đúng không? Các bạn biết tại sao bạn yếu không? Tại vì các bạn không có treasure, đấy. Không có treasure thì không qua được, đấy, đại loại thế. Giống như kiểu khá bảnh ấy, bảo là không có sức đề kháng là do không chơi đồ ấy. Ô, nó bê con này của mình lên trên này. Hay, thế bây giờ mình sẽ giao diệt con này trước này. Trời ơi, bạn ơi. À đấy, bây giờ mình mới nhận ra. Chết, hình như tiếng hơi to nhỉ. Bây giờ mình nhận ra. Hôm trước mình vừa xem lại mấy video của mình. Trời ơi, cái lúc mà mình mới làm video các bạn. Trời ơi, giọng mình như kiểu vừa hút cần xong ấy. Nghe sợ ấy, trời ơi. Hồi xưa mình mới chơi, mình ăn nói nhỏ nhẹ lắm. Tại vì mình sợ ấy. Bây giờ mình lắm mồm lắm miệng, nói nhanh rồi. Hí. Mong là không làm phiền đấy các bạn lắm. Nói chung là kênh của mình nó sẽ kiểu thiên về chiến thuật nhiều hơn ấy. Cho là các bạn xem, hãy tìm lấy những thời khắc giải trí này, những khoảng khắc giải trí. Mình mong là mình sẽ làm các bạn thoải mái được các thứ.
Ủa, max deploy à, bao nhiêu đấy? Ô, lại để cá sấu giết này nữa nhỉ? Ok. Ui, cái mặt này khỏe thế. Có mỗi octopus là đánh được vào con đấy nhỉ? Tại vì octopus là anti floating mà các bạn. Đó, thì video này mình sẽ nói chủ yếu là về cái treasure thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ chơi Call of the Cosmo nha các bạn nhá. Lát nữa cũng chúng mình phải ghé qua Legend State thì xem có gì hay không. Trời ơi, con Uber này đẹp dã man luôn. Video chỉ là video hướng dẫn thôi các bạn ạ. Cho nên là nếu mà các bạn không thích thì các bạn có thể xem các video khác của mình chẳng hạn, hoặc là xem nghe nhạc các thứ. Hôm nay cuối tuần rồi, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhá. Đấy, quên, nãy không nhận ra. Mình mong là các bạn sẽ có những thời gian vui vẻ bên gia đình nè, thời gian vui vẻ khi xem channel của mình nè, bla 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 bla. Ồ, mà giờ mới nhắc đến, cái video vừa rồi của mình nhiều view dã man, trời ơi. Nhiều view dã man ý, trời ơi, sao lại thế nhở? Tự nhiên, bình thường video của mình ý, chỉ có khoảng độ tầm 700-800 lượt xem, là nhiều lắm rồi ấy. Xong rồi, dạo này tự nhiên kiểu quay gacha thì không nói nhá, nhưng mà tự nhiên video vừa rồi tận 11.000, sợ vãi, trời ơi, nhiều vãi. Thật ra vừa vui vừa buồn. Thật ra nhiều view cũng có làm gì đâu, cái video lần trước mình có bật kiếm tiền đâu, bây giờ mình có bật đấy chứ, trời ạ. Mà bật thì kiểu cũng chả kiếm được mấy, gọi là bật cho có rồi, có kiếm được cái gì đâu. Tại vì của mình thường thì ít view ấy, xong rồi các bạn xem, các bạn thấy quảng cáo thì các bạn cũng bỏ qua luôn đúng không? Thế làm sao mà mình kiếm được, trời ạ. Ồ, nói chung là cứ để đấy thôi chứ, các bạn thấy quảng cáo thì cứ bấm bỏ qua nhá, đấy, đại loại thế. Ồ, nhìn con gà trông ngu ấy chẳng. Con gà này nó là máy bay à? Máy bay có chân xong rồi nó lại có thêm con gà nữa ở trên. Khó hiểu. Ok, màn này sẽ là cái gì đây? Màn này sẽ là cái gì đây các bạn? Bọn Metals này nó kiểu nó không thể nào cho mình đánh thắng nó một cách dễ dàng được, tại vì mình phải gây rất là nhiều đam với nó thì nó mới chết đi. Đặc biệt là ván này mình có không một quýt nhé. Hay xa, trời ơi, thua xong, bắt đầu tăng độ khó. Ui, chết rồi. Nhiều Star Alien quá các bạn ơi. Bên mình phải chờ được 4.800 thôi. À, đẩy nó lùi về tạm đấy. Đây, gọi này ra luôn đi. Toang. Thôi xong. Trời ơi, thôi xong toang quá. Không. Ôi, chơi mấy cái này vẫn khó đấy nhở, trời ơi. Lâu không chơi. Ôi, để xem qua Legend State xem có gì không nhá. Chắc là video hôm nay mình sẽ làm ngắn ngắn thôi vậy. Tại vì mục đích chính chỉ là giới thiệu về treasure thôi, tại vì nhiều bạn chưa biết về treasure quá. Đấy thì có một số cái chính đó là treasure kiếm kiểu gì, xong rồi làm nào để kiếm được treasure thì mình nói rồi đấy, các bạn hãy chờ treasure fest nhá. Đấy, điều quan trọng nhất đấy. Đó, video của mình thì chỉ loanh quanh thế thôi, hướng dẫn cho mấy bạn mới chơi. Nếu không thì ôi, cái video vừa rồi mình tận 500 comment đấy, mình vào mình trả lời từng comment một. Trời ạ, mất tận hôm nọ mình ngồi 4 tiếng để rep comment của các bạn. Trời ơi, dã man luôn. Đâu, xem bây giờ đang có sự kiện gì nhá. Đây, chờ tí. Xin lỗi vì mạng lag này. Nhiều khi mình chả biết làm nào để mạng nhà mình khỏe hơn ấy, nhưng mà đấy, nó cứ thế thôi. Guarantee campaign này. Đó, wow, nhìn cái này đẹp dã man. Cut in love này, mình còn chưa chơi gì vậy? Ê, chơi thử đi. Nhưng mình còn chưa chơi cái đấy luôn. Trời ơi. Đây này, Colossal Valentine này. À, hình như mình chơi một bàn rồi nhưng mình quên xử mất rồi. River Acreon này à, cũng toàn mấy cái. Fish Maniac này, Gross Maniac này, Cat Maniac này, Crayfish này, Cray Gross này, Liêu Titan à, Two War Winter Special này là cái gì đấy? Sao nhiều cái nhìn kiểu chưa chơi ấy nhở? Dã man. Trời ạ, cái gì đây? Deadly à? Ô, màn này có cái gì đây các bạn?
Deadly ấy. Ồ, mình chưa chơi cái này. Mình chưa chơi cái này bao giờ các bạn ạ. Để xem nào, trời ơi. Tự nhiên là có map chơi chơi này. Đâu, đâu, đâu. Mạng lag thế nhở. Đâu, 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 đâu. Đâu, đâu. Đâu. Mà lag quá trời ơi. Mình đã không biết trong này nó có cái gì các bạn ạ. Không biết cái này có phần thưởng gì không. Ồ, có tổng cộng 5 bàn. 5 bàn mà 5 bàn deadly á. Đùa nhau à. Ok, các bạn sẽ lại được chứng kiến các đội hình xịn sò của mèo nhá. Đây mình sẽ sử dụng đội hình này đi nhỉ. Đội hình này hơi đắt đấy nhưng mà chất lượng các bạn ạ. Ừ, cho các bạn xem đội hình này nhá. Đội hình này hơi đắt nhưng mà chất lượng ấy. À không, đây là đội hình anti-red mà. Anti-red sẽ có bomber card đây nhỉ. Cái video lần trước mình đánh cái gì ý? Mình sẽ cho một con là mình sẽ cho con gì vào bây giờ nhỉ? Cho gì vào mà kiểu nó nhiều chức năng một tí ấy các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ cho con mình chả biết nữa. chả biết nữa. Chắc là trong này có con này coi như là miss được nhỉ. Xong rồi mình sẽ cho thôi cho thêm Grace tank vào nhá. Đây, chưa, hai miss đấy. Thoải mái. Còn là trong này các con khác sẽ đóng vai trò đi giết người. À quên, ván này chưa có con nào đánh xa, quên. Đâu, xem nào. Ồ, trụ gần vãi, trời ơi. 600.000 máu à. Nhìn cái trụ nhà mình trông nó cứ phèn phèn đấy các bạn. Alien à. Còn Island, Maniac Island này mạnh phết đấy các bạn ạ. Ngọt, ngọt. Ô, con gì kìa. Cắn nhanh vãi. Hình như nó còn khỏe sao ấy. Mình sẽ chờ con này gọi gì, Amaterasu ra các bạn nhé. Tanh cắt không làm được gì luôn. Giết rồi, giết rồi, giết rồi, giết rồi. Đầy 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 tiền rồi, đầy tiền rồi, đầy tiền rồi. Có vẻ như là mấy em cá mây nét của mình vẫn khỏe. Đánh đi. Dùnh. Trời ạ. Con này xinh dã man luôn. Tiếng. Ủa nhìn sexy chưa. Sexy chưa. À, nếu mà các bạn mới chơi thì các bạn nên quay các bạn nên quay mấy cái như kiểu cái gì nhỉ. Các bạn nên quay mấy cái như là cái bộ gì nhỉ. Bộ này là Almighty's này. Xong rồi các bạn nên quay Almighty's là một cái gì đây? Almighty's là một này, Dark Heroes là hai và Ultra Soul là ba nhá. Ba cái cực kỳ nên quay đấy. Mình nghĩ là lát nữa mình sẽ cho Bahamut đập một phát là xong luôn. Ew, xong mấy con slot kia xong. Khó quá nhỉ. Khó thế. Yêu con kia đánh sau này ở ghê vậy. Đã đến giờ chết. Trời ơi. Chết đây, xin này. Mạnh vãi trời ơi. Trời ơi, trời ơi, chịu 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 chịu. Mà này hơi khó các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ thay đổi đội hình nhá. Không biết trong này có gì nhở. Chắc là mình sẽ chơi 1-2 ván thôi mà mình sẽ kết thúc video nhé các bạn. Yêu các bạn nhá. Rồi, anti float là đội hình full đánh xa. Cũng được nhờ. Vấn đề là màn này hơi đánh hơi xa cho nên là mình sẽ Eto đâu xem nào, mình sẽ bỏ con này ra này, cho con này vào này, bỏ con này ra 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 này, con ramen cắt cũng ok này, bỏ con này ra này, con này bỏ ra nốt này, bỏ ra nốt này, đấy bỏ hết. Màn này sẽ cần những con đánh xa nhé các bạn. Ví dụ như là Aphrodite. Aphrodite mà ở trong cái banner sô-cô-la kia cũng là banner xịn đấy các bạn. Là cũng là một con xịn đấy. Tiếp theo sẽ là những con đánh xa tiếp. Cực kỳ chuẩn luôn. Ultraland Pastelan. Lufaland Pastelan. À thôi không. Picoland Pastelan. Và Nobiland Pastelan nhá. Đó. Để cho mấy con Luga béo béo này vào. Chưa. Còn từ đầu thì mình sẽ cần mấy con như kiểu
mấy con Maniac đi nhỉ. Chơi game thì ui, game cái game này nhiều khi bọn mèo nó bựa quá rồi mình cũng chả biết làm nào nữa. Đầu con này là một này, con này là hai này. Đấy, các bạn thấy không? Cái đội hình nào của mình thế, bao giờ mấy con đầu này cũng là mấy con đánh xa, à mấy con đánh gần, xong rồi kiểu nó gọi là midfield các bạn. Sau một con đánh tầm trung này, một con trâu này. Đấy, còn lại là các con thực hiện chức năng. Thì mình có nhiều Uber nên mình dùng Uber thôi, chứ các bạn không có Uber thì các bạn có thể dùng những con khác đó. Mà này khoai thế. Đây chắc chỉ cần như này nhỉ. Đó, ok. Chúng mình sẽ chơi như này nhá. Mình sẽ bắt đầu dùng giọng trầm nam tính. Ok, mà này lẽ phải mang speed up đi. Ừ, mang speed up đi cho nhanh các bạn ạ. Đó, trời ơi, các bạn mới chơi thường có rất là nhiều câu hỏi. Thì mình vẫn trả lời thôi, nhưng mà trời ơi, mình trả lời. Thực ra trả lời các bạn thì mình rất thoải mái. Các bạn thấy mình trả lời nhiệt tình không? Trời ơi, quá nhiệt tình luôn. Xong rồi, nhưng mà ấy, trả lời cái gì nhỉ? Mình vừa định nói gì nhỉ? Mình đang xem mấy con này đánh nhau quên xứ hết. Nhưng mà trả lời của mình mà kiểu trả lời tận 400 comment, 500 comment. Trời ơi, đáng sợ. Sợ lắm, chết đấy. Đây, mình đã dùng con gì đầu tiên, đố biết. Mình dùng con này đi. Trời, lẽ mình phải dùng con Aphrodite, quên. Ua, cái con Ultra Impassionate đánh đúng cái lúc mà con Maniac. Con Maniac Macholeg nó đánh là mình cứ tưởng con này đánh là sóng ạ. Đấy, mấy con lợn này. Nhơn, xôi, đẳng cấp luôn. Đẳng cấp luôn. Cái con thầy tu này nó cái con Nobiluga này ấy, nó mới level 11 đấy các bạn, cho nên nó hơi yếu. Chứ không thì nó cũng khỏe đấy các bạn. Đây, Aphrodite mình chuẩn bị giết con cái con tê giác kia trong một nốt nhạc luôn. Đấy, khi mà các bạn có những con đánh rất là sai như này ấy, thì nó sẽ rất là lợi cho đội hình của các bạn luôn. Mấy con đánh xa chính là chân lý các bạn. Thôi chết. Ủa, may thế. Trời ơi, may quá. Trời ơi, con tê giác kia vẫn chưa chết à. Trời ơi, con tê giác vẫn chưa chết các bạn ơi, con tê giác vẫn chưa chết, sợ quá. Ok, may quá, con tê giác chết rồi. May quá. Lùi lại, trời ơi, may quá, trời ơi. Các bạn thấy lý do mà nên mang con Ultra Lamp Pass Slam vào chưa? Con đấy là con hơi bị xịn đấy, trời ạ. Freeze. Ok. Lùi lại. Toanh. Đấy, lý do các bạn nên có con đấy đấy. Trời ạ. Con này nhiều tiền quá mà chẳng làm được cái gì ấy. Wow, chết rồi. Mình sẽ bật speed up cho nhanh nhé các bạn. Tập trung spam mèo. Game này là game spam mèo mà các bạn. Mèo sẽ không thể nào. Các bạn sẽ không bao giờ thắng nếu mà không spam mấy con Mitchell này không. Kiểu bọn bot mạnh nó sẽ giết hết các mèo em bé xinh đẹp của các bạn. Đó. Mà này là deadly á. Vậy trưởng. Mà này mà là deadly á, thế thì mình quá khỏe. Dance of Winter Busy. Không phải mấy màn nữa khó. Mấy màn nữa chắc là khó ấy. Xong. Thôi chắc là video mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Không biết mấy màn nữa khó nhỉ. Còn tận 5 màn nữa. Trời ơi. Deadly à. Đây là standard này. Basic standard. Xong rồi sẽ đến hard à. Đúng không. Trời ơi. Sợ quá.
Ok, chắc là video mình sẽ kết thúc đây nhá. Video ngắn gọn thôi, mong là các bạn sẽ hiểu. Và video tiếp theo mình sẽ bắt đầu mở Q&A để cho các bạn comment nhá. Chứ không phải video này đâu nhá. Ok, ok nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau nhá. Bye bye.